Xin chào quý anh chị và các bạn. Hôm nay salon em vừa về chiếc Hyundai Accent số tự động sản xuất cuối 2020. Chiếc xe màu trắng, nội thất ghế da hai màu. Tình trạng xe mới chạy đúng 4 vạn cây số, 4 lốp theo xe còn nguyên cả dàn rất là dày. Lốp sơ cua chưa chạm đất. Hiện tại thì chiếc xe này đang được bên em chào bán với mức giá là 428 triệu. Hỗ trợ trả góp lên tới 60-70% giá trị xe. Mọi chi tiết anh chị vui lòng liên hệ cho bên em theo số 0978 607 555 hoặc 0941 337 888. Một dòng xe với thiết kế rất là đẹp, bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Xe đã được trang bị xi nhan tích hợp trên gương. Một số chi tiết ốp mạ chrome. Đây ạ, la răng hợp kim. Sơn phủ. Bốn vỏ lốp nguyên bản theo xe. Rãnh ma sát còn rất dày. Tem trên la răng vẫn còn đây. Đèn chiếu sáng có đèn bi này. Đèn chiếu góc lái và đèn LED định vị ban ngày. Xe này đăng kiểm của đến tháng 6 năm 2024. Toàn bộ keo chỉ, khung xương, gầm bệ, máy số, nội thất còn nguyên bản rất đẹp. Màn hình cam lùi theo xe, đèn ổ đây. Vô lăng tích hợp. Xe đi được 40.000 cây số, 4 vạn. Củ số đẹp xuất sắc. Trần nỉ rất là mới luôn. Với một mức giá 428 triệu. Đó. Đây là khoang chứa hành lý này. Sạch sẽ. Đây, lốp sơ cua còn nguyên gân chỉ luôn. Còn nguyên gân chỉ vạch sơn luôn. Trang bị thêm 4 mắt cảm biến sau. Chiếc Hyundai Accent này nó tiêu hao nhiên liệu trung bình nó chỉ vào khoảng từ 5 lít rưỡi đến 5 lít 8 xăng trên 100 km đường hỗn hợp thôi. Cũng rất tiết kiệm. Khu vực gương kính chỉnh điện. Đó, lên xuống kính. Ở đây thì có hỗ trợ cân bằng điện tử. Đây, một cái option rất là đáng quý đây, đáng giá đây. Tự động gạt mưa auto. Và đây là khoang động cơ này. Toàn bộ máy số nguyên bản hết. Cabo, chỉ cabo, rồi ốc bản lề cabo. Tất cả nguyên bản.